hay quá. Hả? Con ngồi xuống cao rồi. Mấy anh đang làm gì đây? Con. Hả? Nó vào được rồi nè. Vậy hả? Để đợi em sợ nha. Em sợ. Cái gì vậy? Xuống đi. Nhìn Angela đi xuống được nè. Tụt xuống đây. Đứng lên, đứng lên, mới dắt đi. Hả? Cái gì vậy? Đi xuống. Nó không có làm được đâu. Cái hóng là làm đi. Nhìn anh làm nè. Làm sao? Tiếp tục. Đây là mời. Một, hai, ba. Hay quá. Hay quá. High five mang rồi. Yeah, giỏi. Tiếp tục. Đâu quá. Hay quá. Hả? Con ngồi xuống cao rồi. Ăn vui lắm, ăn vui lắm á. Hả? Con nói gì? Ăn vui lắm. À, con vui lắm mà. Dạ. Con là vui chừng nào? Vui. Nhiều ớ là nhiều hả? Dạ. Wow, vậy là được rồi. Nhưng mà cái chân nó ướt chẹp nhẹp rồi. À, không ướt chẹp nhẹp. Về thay quần nha. Không, con không biết thay quần đâu. Ướt chẹp nhẹp rồi. Con không ướt chẹp nhẹp. Cái gì con? Nhìn con hả? Nó nhìn con nè. Hả? Nhìn con nè. Nhìn con hả? Rồi con đi đi. Cố lên Angela ơi. Cố lên Angela ơi. Cố lên, cố lên. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chị hai đâu rồi? Nhìn Angela nè. Dạ. Hả? Oh, Angela family. Các bạn đừng quên like, share và subscribe.